ổi hôm trước. Đẹp. Ui, lại thấy cây vả này có quả này. Mình thật thật đây. Quả này. Thôi cứ làm việc đi. Làm việc kia. Để người ta đang bán hàng mình cứ le ve lại hỏi nó nhiều khi là mất khách không tiện. Ở đây tí xem nào. Là chỗ ông nhạn. Ở đây ra đây em kiểu ra. Bán. Không à? Đây, cái này bố chạy hôm qua nó gần nhà nữa này. À thế à? Tôm 5 triệu này. À thế à? Chúc mừng... Đây này, nó giảm 4 triệu này. Chúc mừng chú. Đây này. Chúc mừng. Bán cho ông 5 triệu rưỡi này. Vâng, quả là cây rất hay mà. Nó bảo là ông ở đó không thiệt đâu, hỏi thế. Nó bảo ông là cho thằng cái chậu. Đấy. Ở đây nhà quay nó bảo ông để cho cháu không thiệt đâu, để 4 triệu. Không bán để được 5 triệu. Đấy. Cái chậu này to quá. Hôm trước là cái chậu này là tạm thôi. Chậu này to nuôi mà này. Chậu nó xấu với là nó tạm. Còn nhà đây này chỉ vào an đưa lên cái này là hợp lý rồi. Ông kiếm được mấy cái an này hay quá. An này trồng cây mini hay là con chân. Rất thích. Đấy là phải vào an là cháu em có một cái an này như thế này màu xanh tím, an gốm cho vào. Nhưng mà cháu này nó mua được cái cây hồng ngọc mai ôm cổng làng. Ui, lâu lắm đẹp. Đẹp. Lâu lắm rồi. Tôi mê cây lắm. Ông ấy là đây có tăng quyền anh nhá. Hỏi ông thì ông bán thằng này rồi. Được nhá. Ông anh để cho vợ chồng ông đấy. Bảo mai coi. Cho cháu nhấc lên một quan. Đấy, chúc mừng ông ạ, cháu thích cây này đấy. Mẹ hôm nay thích quá. Đấy. Ông lại có khuyến mại cả cái cổng này. Cái này hôm nay nào ông để cho ông cái này, cái này của em nhá, cái này này. Được. Không có đâu. Ông chồng này là được. Cái này thì là hợp lý. Ông chồng này là cháu khen rồi, có lời khen. Đó. Có lời khen. Đấy nhiều khi ở tay mình không bán được, qua tay người khác lại bán được. Có mấy người cây cục đấy, em hỏi cái này cái này hơn không khó. Ông cây này thân mẹ thế. Đấy, có lời khen cho ông. Ông ấy gọi điện ghê quá vì tôi chê nó hơi nhỏ. Đúng. Mà nhìn lên một tí ti nữa. Độ 110, 17 cái cây này thì lại quá đẹp. Tức này thì nó không có. Cái này ông đừng để bàn chơi. Tức này thì đừng để bàn. Cũng như ông trước này nó nhiều cây nó làm đẹp đấy, tôi biết thì tôi cũng xem qua cái khuôn mạng đi nha, chặt thì có vài chục cây thôi là ông cứ phải lấy lại của ông ạ. Cái này 5 triệu. Thế là ông lại mua công thức. Cái sáng qua này 5 triệu rồi. Thảo nào ông biết ngay cái chỗ này vào đây. Qua 8 giờ ra sớm lắm, 8 giờ ra em sớm mà nhanh nhanh. Đây ông đi làm. Thôi anh em cũng chỉ khó kiếm cái hàng này to hơn tí được. Không có. Đây là tao kia cái bốn cái gì này nè. Rồi. Đấy. Vâng, trồng lên nó nổi cái bệ được. Nói chung là ông kiếm được những cái đồ này thì không bao giờ sợ ấy. Sợ không có khách. Mình trả rằng mình chơi cần bỏ băng doanh. Đấy. Chúc mừng chú nhé. Hay đấy. Hợp người hợp cảnh. Trước tôi gửi bố 4 triệu nhưng mà tội thực tế cũng chưa kiếm được cái chậu nó ưng. Mấy bố cũng chưa bán. Đúng rồi. Thân luôn cho thế thôi. Được, cái này cũng nhìn cho thèm. Quay chú nhá. À vâng, rồi. Ông giờ còn kiếm được những cái cổng này hay quá nhỉ? 200 một cái. Ở đâu không? Xin đây, tao đặt 2 cái lên 1 ngàn. À thế à? 5 triệu rưỡi ạ. Đấy. Tôi bảo cái đất này là ông mới vào ăn. Cái trắng qua của em. Tôi cũng biết là của ông. Em bảo đấy, em bảo là em cái đẹp hơn. Em bảo mang xuống đây à? Ông mang xuống đây, ông gọi điện cho tôi mà. Lúc cái này cái ổ xuống nào? Đúng rồi. Được, thì ông ấy kiếm tí. Có một quen về nó bảo ông để cháu 4 triệu, ông thiệt đâu. Thực tế là cháu định trả thêm ấy, nhưng mà cháu chưa kiếm được chậu. Muốn mua được và tất cả các loại giấy tờ khác ghép bền đẹp mấy ngày. À rồi thì giống là tôi biết
nó chậm, triển chậm, chậm lắm, chậm cực chậm. Hôm trước cháu bảo ông ấy là như này là đã đẹp rồi. Ừ. Là không có chê rồi, nhưng mà thấp thân mấy phần nữa. Ừ, thế còn nói gì. Thì sáng tôi đã nói với ông này. Ông như này là hiếm 320 85 86. Hôm 85 86 09 1320 85 86 8 5 8 6. Tiên nào cũng thấy cứ mua được cái đẹp. Ừ, tớ chỉ có tiền cây nó một người để dường. Số của ông tôi biết lần này nó bắn lên mạng xuống mà. Có điều là chủ cây biết có cây đẹp gửi luôn tiện đỡ bị thất thoát, phải mang ra phải suối chơi khó. Hai bố giao dịch thành công rồi. Cây hồng ngọc mai lên tầm đấy, lên tầm. Trước tôi xem tôi biết nó có thể lên tầm, nhưng mà đúng là có cái chậu đẹp như hoàng hậu lên ngôi. Hoàng hậu lên ngôi. Hoa zoom. À bán được. Cái này đẹp quá, xong rồi nhỉ. Xin cái này ạ. Cái hoa zoom ạ. Sử quân tử đấy. Sử quân tử đúng không? Hoa đẹp. Thơm đấy, hoa đẹp thơm. Sử quân tử. Dân dã gọi là hoa zoom. Cái xương cá mà nhỏ nhỏ này là ít đấy. Đẹp. Xương cá bao tiền đấy? 1.2 triệu anh ạ. Đây hàng hiếm rồi. Xương cá thường nó to đùng mà. Cái bé bé này ít đấy. Trồng không gian quá tuyệt vời. Lại có hòn đá tự nhiên. Được bẻ được. Được. Xương cá mà to thì nhiều lắm, bé thì ít. To để nó khối. Vâng. Cây nó khỏe. Cái dòng này được cái nó khỏe. Chơi nó. Nó cục với cây gì ấy chị? Dạ. Hoa dùn, cái sử quân tử. Sử quân tử hoa. Cái sử quân tử hoa nó thơm, thơm đấy, đấy. Hoa nó thơm đấy. Hoa đẹp mà. Thế à? Hoa đẹp mà. Thơm. Cái này thông dụng cực kỳ thơm. Xung vừa đẹp vừa thơm mà người ta cứ hay trồng mua một cái gọt này. Được cái bệ nó đẹp như này. Và sợ nó sắp chuyển đấy. Sợ nó chết. Này á. Cái này em bỏ xóm là sợ. Cái này của chị đâu nó có này là độc. Đây. Từ cái tùng hán này, cái tùng hán này bao nhiêu đấy? Tùng hán kim cương đấy. Tùng kim cương, à tùng la hán. Này á. Chết em dạy em đền cả cái cửa hàng của em đấy chứ chưa phải nói đền cho anh cái gì. Sợ chết là ra được mà anh đấy cứ ăn quả hàm mê rồi em dần rồi riêng ơi cực tùng mà nó văm được gọn được lá như này đấy không phải này. Anh cứ nói thế nào ra lá ra lộc được mất lá không sao cái khỏe lắm chỉ có chăm nó không bị nguội thôi là được. Thế hồi nó vẫn chết chết thì này chẳng qua là anh để khô quá thì nó chết chứ còn nó thật để bãi bệt bệt bệt. Nhưng cái chậu này thì nặng, chậu này phải hai người kia. Nếu mà cho vào cái chậu này, cái chậu này thì nặng quá. Cái chậu nặng quá. Cây này thì thực tế nó một người bê là vô tư. Được, được. Sợ cây lá tuyệt vời. Sợ thì còn nói chuyện. Thế bây giờ nhìn tâm vừa sợ. Chỉ sợ cái loại bé bé bên lại. À ra là ông Nhạn ông bán cái kia cho ông Thức. Thức là ông ghi ghi cái số 135 đấy. Thân được cái này bay được ngon lành nhờ. Đấy. Cái cùng đẹp. Cái thân bệ đẹp hai cành thì thôi về làm tiếp tất nhiên tiền nào của nấy tiền nào của nấy ưng hải còn chưa kết nữa. Ưng rồi nhưng mà chưa kết à? Ờ có nhỉ ưng mà lại chưa kết lắm.
Hiểu thì hiểu quá mà chẳng nghe thế nào. Mà hiểu thì hiểu quá mà không nghe thế nào. Hoa Jun này là bao tiền ạ? Dạ. 2 triệu. Sử quân tử. Đấy, phải nói sử quân tử, Jun không biết. Nói Hoa Jun người ta chả biết là cái gì. Sử quân tử. Thị Thơm ạ. Thị này bao tiền ạ? 5 triệu, cái thị. Thị Cô Tấm ấy. Thị Cô Tấm. Để trong nhà không ra ngoài thế nào. Quả quá. Quả tuyệt vời. 5 triệu. Rất quái. Rất quái. Thị Cô Tấm. Đấy. Sao chắc cũng đẹp. Đẹp quá, cái thị đẹp.